Rồi, em chào các bác nha. Bây giờ với em mới nên em test cho bác được con máy rửa xe nhá. Con này em mới về. Con này là của hiệu Bosch này, GPH này, 5/13C nhá. Đấy, hàng Tý xứ, có chỉnh áp. Có đồng hồ thì đồng hồ của nó là em nhìn thấy nó hơi bị trắng trắng, chắc là do cái bọt nước ở bên trong này. Đấy, con này là máy cực kỳ ok luôn nhá. Máy còn đẹp lên tới 90%. Đây. Đây là thông số máy nhá. Con này điện zin 220 40 này. Đấy. Của nó là 13 MPa này, max của nó lên tới 14 này. Đấy, 8,3 lít trên phút. Công suất là 2,3 kW nhá. Đấy, xem rồi em bây giờ sẽ cầm test thử máy cho các bác nhé. Thì con này của em là em có được cái bộ dây súng cắt trơ này nhá. Đấy. Dây súng cắt trơ này đi theo con máy này. Bác nào mà không thích lấy dây súng thì em sẽ bớt tiền đi cho các bác. Thì em sẽ ghép vào test thử nhá. Máy cực kỳ liên lạc nguyên khối nhá. Con này nặng khoảng tầm 10 56 cân thôi. Nhưng mà nó gọn lắm, gọn cực kỳ gọn luôn. Em sẽ test thử nhé. Vì con này là áp mạnh nên là cái súng này thì nó cũng không đạt được hết cái công năng của nó đâu, nên là em sẽ phải cho áp nó hơi nhỏ xuống một tí. Đấy. Đây, đứng ở chỗ này quay lại. Đứng ở đây quay lại nhé. Đây, bây giờ sẽ cắm điện thử nhé. Đấy, bật máy này. Con này thì lắp vừa đét dây súng của hiệu cắt trơn luôn. Súng này ấy, là nó không chịu được cái áp của con máy này khi mà mình cho đến hết cỡ, nên là máy nó sẽ ngắt. Đấy, nên là các bác mà dùng cái tay súng này thì sẽ phải cho áp nó nhỏ đi một tí nữa. Bây giờ em cho áp mạnh hết cỡ là tay súng này nó không chịu được nhá, nó sẽ ngắt máy. Lấy cả bộ tay súng này thì lấy nhé, còn không thì bỏ tay súng lại cho em. Rồi, em cảm ơn ạ.